Xin chào độc giả của báo Lao động, tôi là diễn viên Thùy Anh và tôi xin chấp nhận thử thách 3 phút với người nổi tiếng. Mấy trăm triệu ạ? Không đồng. Phim Người Lạ Ơi ạ. Bạn diễn viên thích nhất đó chính là chị Ninh Dương Lan Ngọc. Chị Ngọc là người chị đối với Thùy Anh là chị luôn luôn phải lắng nghe những chia sẻ, những phiền muộn, những sự ca thán của Thùy Anh, và đến bây giờ thì chị không nghe nữa tại vì chị quá mệt rồi ạ. Chị Lan Ngọc trong mắt của Thùy Anh thì cực kỳ lầy. Là một người chị rất là tốt nhưng mà cực kỳ lầy. Còn nếu mà ai muốn xem ảnh gì mà không bao giờ có trên mạng thì cứ liên hệ Thùy Anh nha. Người mà Thùy Anh thân nhất trong showbiz là có chị Lan Ngọc, có chị Trâm Pháp và có Ngọc Trân. Ngơ. Thùy Anh rất ngơ. Thùy Anh luôn bị các bạn mắng là tại sao mà Thùy Anh không chịu lớn, tại sao mà Thùy Anh già lắm rồi mà vẫn như một đứa trẻ con vậy. Thùy Anh muốn trở thành một lưu ý của chúng ta của 8 năm sau. Trong một dự án mới mà Thùy Anh được chọn một nam diễn viên thì xin phép được chọn anh Thuận Nguyễn, tại vì Thùy Anh vừa xem phim điện ảnh của anh xong mà Thùy Anh mê anh quá à. Dạ, trong phim Người Vợ Cuối Cùng ạ. Thùy Anh cũng giống như bao fan girl khác thôi, mình cứ nhìn thấy ai đẹp trai là mình mê à. Anh Trường thì thực ra là Thùy Anh vẫn muốn tiếp tục đóng cùng với anh Trường. Nhưng mà anh Trường thì đã đóng cùng với Thùy Anh 2 phim rồi. Thế nên nếu mà có được lựa chọn thì xin phép được lựa chọn một người mới, thì Thùy Anh sẽ có cơ hội để tiếp xúc với người mới hơn. Thùy Anh có một cảnh hậu trường trong bộ phim Gái Già Lắm Chiêu 3 mà khiến cho nửa thân dưới của Thùy Anh bị xước. Đó chính là cảnh mà hội chị em chăn chuối đang nghe lén cặp đôi khác đang nói xấu về mình bãi biển, và riêng một mình Thùy Anh bị ngã và các chị em lại phải kéo Thùy Anh. Và cảnh đấy quay 8 lần, Thùy Anh bị kéo lê lết trên một bãi cát như thế 8 lần, kéo qua kéo lại, kéo qua kéo lại, và riêng một mình Thùy Anh hôm đó là về bị xước hết cả hai chân.